Hoan hỷ đón chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Quý vị thân mến, các cụ ngày xưa cứ có quan niệm cho rằng lấy vợ phải mũm mĩm, có da có thịt thì phúc tướng mới đầy mình, vượng phu ích tử. Tuy nhiên ngày nay, khoa học lẫn tử vi cũng đã chứng minh rằng có những bộ phận trên cơ thể càng nhỏ thì càng phù trợ cho chồng, mang đến sự thăng tiến cho các đấng mày râu trong sự nghiệp. Đó là những bộ phận nào và các chuyên gia về nhân tướng học phân tích về vấn đề này ra sao? Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu ngay trong video dưới đây nhé! 6 bộ phận của vợ càng nhỏ, chồng càng được nhờ, sự nghiệp thăng tiến, tài vận lên như diều gặp gió. 1. Phụ nữ ngực nhỏ, sang trọng quý phái. Phụ nữ ai cũng ao ước mình sở hữu một khuôn ngực đầy đặn, căng tròn để mình thật gợi cảm trong mắt phái mạnh. Tuy nhiên, chị em không biết rằng sở hữu một khuôn ngực nhỏ nhắn chính là nét phúc tướng mang lại vận may tiền bạc cho gia đình chồng con. Đàn ông có vợ ngực nhỏ dù tay trắng cũng làm nên nghiệp lớn, công danh tiền tài đều rạng rỡ như ý. Chưa kể quan niệm về cái đẹp hiện nay không còn chuộng ngực khủng. Các cô nàng ngực nhỏ đừng vội buồn vì vòng một của mình không được đẫy đà như người khác và chi một đống tiền để phẫu thuật cho ngực đầy đặn hơn. Ngực nhỏ khiến chị em sang trọng, đẳng cấp và quý phái hơn. Không những thế, hầu hết đàn ông mạnh mẽ về tài chính thường chọn vợ ngực nhỏ và ngược lại. Việc lựa chọn một người vợ ngực nhỏ cũng dễ khiến cho người chồng thăng quan tiến chức hơn. 2. Phụ nữ miệng nhỏ. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa có câu: đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Một người phụ nữ có khuôn miệng nhỏ, hình trái tim đầy đặn, thông minh và năng lực hơn người. Đây là biểu hiện của người vượng phu ích tử. Chắc chắn sau này cưới về sẽ giúp chồng việc lớn. Cũng theo nhân tướng học, nữ giới có khuôn miệng nhỏ là người vô cùng thông minh, nhanh nhẹn. Họ không chỉ khéo chiều chồng mà còn giỏi chăm con, gia đình ắt sẽ hạnh phúc viên mãn. Có vợ miệng nhỏ, chồng như hổ mọc thêm cánh, nàng sẽ kề vai sát cánh, hỗ trợ chồng trong sự nghiệp. 3. Phụ nữ mũi nhỏ. Nhân tướng học cho rằng những người phụ nữ có tướng mũi nhỏ nhắn thanh thoát, cánh mũi kín đáo thường là những người có tướng phúc, mệnh trời sinh. Khi làm ăn kinh doanh dễ gặt hái được nhiều thành công. Cưới được người vợ này hẳn chồng đã rất may mắn vì họ vô cùng hiểu chuyện, biết chăm lo, thu vén cho hạnh phúc gia đình. Thêm vào đó, khi lấy chồng, không những người phụ nữ này giỏi đỡ đần chồng trong công việc nhà và làm kinh tế. Cưới được người phụ nữ có tướng mũi như trên, chồng làm ăn phát tài, thu được nhiều tiền của. 4. Người có bắp chân nhỏ. Phụ nữ có bắp chân nhỏ thường là người sáng suốt, tự tin, hành động nhanh nhẹn, có con mắt thẩm mỹ cao. Họ thích tình cảm đến tự nhiên, ghét sự gò bó ép buộc. Đặc biệt, họ rất chú trọng đến dáng vẻ bề ngoài. Lấy được phụ nữ có tướng này, người đàn ông được tự do, tung chí lớn mà không bị vợ cản trở nhiều. Sự nhanh nhạy của họ cũng hỗ trợ nhiều cho người chồng trong công việc. Sự chăm chút cho vẻ bề ngoài của họ cũng là một điểm cộng, bởi có một người vợ biết diện và đẹp cũng khiến đấng mày râu nở mày nở mặt với người ngoài. 5. Bàn chân nhỏ là bàn chân quý nhân. Những người phụ nữ sở hữu bàn chân nhỏ thường được xem là người có bàn chân quý phái. Cơ hội đến với họ quả rất tuyệt vời.
Nhờ thường xuyên được quý nhân phù trợ, cuộc sống của những người sở hữu đôi bàn chân xinh xắn này sẽ rất tốt đẹp, tiền tài dư giả, cơm ngon áo đẹp. Phụ nữ có bàn chân nhỏ nhắn, da mịn màng, gót chân tròn đầy là tướng của người phú quý. Người nào mà có gót chân hồng thì là người hồng phúc đầy nhà, cả con cháu cũng được nhờ. Người mà có gót chân nổi rõ thường có tài vận cực vượng, trong công việc luôn hoàn thành, buôn bán kinh doanh thì luôn thuận lợi. Những tố chất này sẽ giúp chồng của họ thăng quan tiến chức trong sự nghiệp, tiền tài và công danh. 6. Người phụ nữ có eo nhỏ, mông căng. Eo và mông của người phụ nữ được cho là biểu hiện cho khả năng sinh nở của họ. Nếu phụ nữ sở hữu dáng người đồng hồ cát với vòng eo nhỏ nhắn và thon tròn, vòng ba căng thì rất dễ sinh con. Ngoài ra, phụ nữ có vòng eo nhỏ rất biết vun vén để gia đình luôn êm ấm, biết cách chia sẻ để chồng được nhẹ gánh lo, biết cách yêu thương để con ngoan ngoãn. Đặc biệt, họ biết cách kiếm tiền và không ngại khó ngại khổ để cùng chồng gây dựng kinh tế gia đình. Đàn ông cưới được người này làm vợ quả là may mắn hơn người. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học có một số bộ phận ở người phụ nữ, càng đầy đặn thì cuộc đời càng nhiều phúc lộc may mắn, ai sở hữu được thì cuộc sống tương lai không những hạnh phúc mà còn giàu có, bình an, êm ấm tràn đầy. Người phụ nữ nào sở hữu được thì coi là phúc đức trời ban, có thể xác định cuộc sống chỉ từ giàu cho đến giàu hơn, không những vượng phu ích tử mà còn giúp gia đạo hưng thịnh. Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu xem đó là những đặc điểm nào nhé. 9 nét hào tướng ở người phụ nữ vượng phu ích tử. 1. Đôi tai to là giàu sang phú quý. Tai to là dấu hiệu về tuổi thọ của một người. Những quý cô sở hữu đôi tai to thường có tính cách bộc trực, thẳng thắn, rất ít khi gặp phải những chuyện rủi ro, không may mắn. Bên cạnh đó, bản mệnh còn là người rất đa mưu túc trí, biết nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng đều lên kế hoạch từ trước, giỏi kiếm tiền và giỏi luôn cả việc giữ tiền. Người phụ nữ này thường có duyên kinh doanh, hoặc nếu làm trong cơ quan nhà nước thì được định sẵn là phải làm quan to, có chức, có quyền. Thế mới nói, không phải tự nhiên mà ông bà xưa có câu, tai to là tướng làm quan. Đồng thời, nếu người phụ nữ nào có đôi tai to, vành tai dày và mềm thì lại càng may mắn, hưởng hết phúc phần của thiên hạ, hậu vận an nhàn, về già có con cháu phụng dưỡng, sống vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì. 2. Cô nàng có đôi mông căng tròn đầy đặn. Dân gian truyền miệng, người phụ nữ sở hữu mông đầy đặn thường có khả năng sinh sản tốt và là người có thể vun đắp tốt cho mối quan hệ vợ chồng. Trên thực tế, trong nhân tướng học cho rằng phụ nữ sở hữu mông đầy đặn được xem là phúc tướng trời ban. Những người này thường tài giỏi thông minh, họ có tính cách mạnh mẽ và có khả năng đứng đằng sau tạo nên sự thành công của chồng. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sở hữu phúc tướng này không những tự tạo sự giàu có cho bản thân mình mà còn biết quản lý tài chính của chồng, gây dựng gia đình ngày càng thịnh vượng. Đặc biệt, người xưa cho rằng mông không đầy đặn sẽ không tốt cho cuộc sống hôn nhân. Vì vậy, ai may mắn sở hữu đặc điểm này phải trân trọng, phúc tướng sẽ giúp cuộc đời bạn thăng hoa bất ngờ. 3. Phụ nữ có gương mặt tròn, phúc hậu. Trong nhân tướng học có nói,
những người phụ nữ sở hữu gương mặt tròn trịa, đầy đặn, thường được sinh ra với một cuộc sống may mắn đầy đủ. Họ có tính cách hiền lành, tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác và dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Nhìn chung, cuộc sống của những người sở hữu phúc tướng này thường gặp được nhiều quý nhân. Đặc biệt, trong cuộc sống gia đình, họ biết chăm sóc và lo lắng chu toàn. Phụ nữ sở hữu phúc tướng này không chỉ giúp gia đạo hưng thịnh phát tài, mà còn giúp chồng gây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định. Đây được xem là gương mặt phúc phần, hậu vận chỉ việc an nhàn hưởng phước con cháu, không sầu muộn, không lo toan, càng lớn tuổi càng giàu có. Bên cạnh đó, nếu có cặp má căng tròn hồng hào thì đây là người vừa có số mệnh tốt lại có cuộc sống hạnh phúc. Phần má của người phụ nữ là tài khố, nơi này có cung điền trạch và tài cung, cho nên quý cô có cặp má đầy đặn sẽ có quý nhân giúp đỡ, được chồng yêu thương suốt đời. 4. Chiếc cằm đầy đặn là may mắn. Trong nhân tướng học, chiếc cằm giống như kho giữ của ở phụ nữ, càng đầy đặn lại càng lắm tiền tài. Bởi thế mà người đàn ông nào lấy được vợ sở hữu nét tướng này thì chắc chắn sẽ sướng đủ bề. Người phụ nữ có chiếc cằm đầy đặn là dấu hiệu của vượng phu ích tử, vừa có đức lại vừa có tài, nên không những chăm lo tốt cho con cái bố mẹ hai bên mà còn trợ giúp đắc lực cho chồng ở khía cạnh công việc. Nhờ có họ mà các ông chồng sẽ có sự nghiệp phất như diều gặp gió. Đồng thời, phụ nữ này cũng vô cùng hiền lành, nên dễ dàng sống hòa hợp với mọi người xung quanh, được người thân, bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. 5. Đầu mũi tròn và đầy đặn là nhiều phúc lộc. Trong nhân tướng học, đầu mũi được xem là một trong năm ngũ quan thu hút tài vận. Nhiều phụ nữ thích có chiếc mũi cao, thon gọn, thanh mảnh, hay thậm chí có người còn đụng dao kéo để thay đổi chúng. Trên thực tế, đầu mũi to, tròn và đầy đặn chính là phúc tướng trời ban. Đa số những người phụ nữ có đặc điểm này đều rất giàu có. Mũi càng tròn và đầy đặn thì lại càng nhiều tiền. Bước vào giai đoạn trung niên, những người này thường có cuộc sống đầy đủ sung túc, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Bên cạnh đó, phụ nữ có mũi to thường có nhiều phúc đức, được chồng yêu thương chiều chuộng hết mực, gia đình cũng ấm êm hạnh phúc, khiến ai cũng ghen tị. 6. Bàn tay đầy đặn là được nhiều phúc khí. Theo tướng học, người có bàn tay đầy đặn, mềm mà còn ấm thì đích thị là người có cuộc sống hôn nhân viên mãn, gia đình giàu sang. Bạn là tuýp người phụ nữ sống tình cảm, yêu ai là yêu hết lòng hết dạ. Tình cảm của bạn cũng được đáp lại nhiều, nên cuộc sống hôn nhân nhìn chung rất viên mãn. Người này có tố chất ngoại giao, ăn nói dễ nghe, ra ngoài được nhiều người yêu mến. Các mối quan hệ xã hội của họ cũng vô cùng rộng, vì thế họ thường hợp với công việc kinh doanh tiếp thị. Chỉ cần là họ muốn thì việc gì cũng có thể thành công. Ngoài tuổi 35, người phụ nữ này có xu hướng trở thành lãnh đạo lớn, tiền bạc đầy nhà, cuộc sống hậu vận vô cùng hạnh phúc, con cái hiếu thuận vui vẻ. 7. Khóe miệng anh đào, giọng nói nhẹ nhàng. Con gái có tướng miệng này đa phần rất xinh đẹp và sang trọng. Điểm đặc trưng của họ
là miệng nhỏ như em bé, môi như bôi son, hồng hào và trơn mịn, răng giống như ngọc thạch, đều và thẳng tăm tắp. Lúc cười, cảm xúc của họ như toát lên toàn bộ khuôn mặt, rất có tiềm năng trở thành quan to, quyền quý. Người có giọng nói nhẹ nhàng, đa phần đều dịu dàng, hiền lành, biết cách lắng nghe, nên dễ dàng chinh phục được trái tim đàn ông, trở thành tri kỷ của họ. Dù không sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng người phụ nữ sở hữu đặc điểm này vẫn dễ dàng chọn được tấm chồng tốt, chiều chuộng mình hết mực, giàu nứt đố nổ vách. Nói chung, cuộc sống sau tuổi 30 sẽ vô cùng êm đềm, thuận lợi. 8. Hông to, thuận lợi sinh con, tài vận tốt. Theo nhân tướng học, phụ nữ hông to có tài vận rất tốt. Đồng thời, quý cô nào sở hữu phần hông to không những giàu có mà còn có thể trợ giúp được chồng trong công việc kinh doanh. Đây là nét tướng dự báo người phụ nữ sẽ có một cuộc sống sung túc, sống trong nhung lụa cả đời. Hơn thế nữa, thực tế có rất nhiều quý ông coi trọng điều này và xem đó là tiêu chuẩn vàng để tìm kiếm, chọn vợ. Ngoài ra, người phụ nữ hông to cũng được cho là có phúc tướng, thuận lợi cho việc sinh sản về sau. 9. Người phụ nữ có bắp đùi nhiều thịt. Nhiều phụ nữ thích sở hữu một đôi chân nuột nà thon gọn, nhưng trong nhân tướng học, phụ nữ nào sở hữu bắp đùi to và đầy thịt được xem là phúc tướng trời ban. Phụ nữ sở hữu đặc điểm này thường tài giỏi và có tài lãnh đạo trong công việc. Họ là những người phụ nữ có tính quyết đoán, không những có khả năng kiếm tiền giỏi mà còn bảo quản tài chính một cách chu toàn. Đàn ông nào lấy được họ làm vợ thì được xem là phúc đức ba đời. Ngoài ra, phụ nữ sở hữu tướng chân này thường năng động trong cuộc sống. Họ chịu thương, chịu khó, biết lo lắng và chăm sóc cho gia đình. Họ là quý nhân đưa đường dẫn lối, giúp gia đạo hưng thịnh, thăng hoa. Cuộc sống hậu vận của những người này thường không lo lắng sầu muộn. Càng lớn tuổi, họ càng giàu có, sung túc. Sự nghiệp viên mãn chưa đủ, mà đời sống tình cảm còn hạnh phúc đủ đầy. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc đã chia sẻ về những bộ phận càng nhỏ càng vượng phu ích tử, cùng với đó là những bộ phận càng đầy đặn thì càng có hậu ở người phụ nữ, thông qua đó có thể giúp ta dự đoán được phần nào về phúc phận cả đời của một người phụ nữ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.